Xin mời tất cả đại chúng chúng ta quỳ chắp tay trang nghiêm. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay còn bị chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, của xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Xin mời một lại. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đất, hình tượng, cúng dường 8 tháng, người này được vô lượng vô biên phước lợi. Nam mô Đức Phật Vô Biên Thân Như Lai, chúng con hôm nay được cơ duyên được 8 tháng đảnh lễ ngài, xin ngài hãy hoan hỷ chứng tri gia hộ cho sự 8 tháng cúng dường này của chúng con đến cho ngài. Xin ngài cho chúng con có cơ hội đảnh lễ ngài một lạy. Lại hằng hà sa kiếp, về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Thắng Như Lai. Xin mời một lạy. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này trọn hẳn không còn thổ chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Đức Phật Bửu Thắng Như Lai, chúng con xin được đời đời kiếp kiếp quy y dưới trướng của ngài. Khi chúng con bị đọa vào địa ngục hoặc bị sa vào đường ác, xin ngài hãy dùng nhiều phương tiện để cứu giúp chúng con, để chúng con luôn luôn ở trong chánh pháp. Xin ngài hãy chứng tri gia hộ và nhận cho chúng con một lạy. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Xin mời một lạy. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm Nam mô Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Chúng con hôm nay có cơ hội được xưng niệm danh hiệu của ngài, đó là một vinh hạnh của chúng con. Về nhiều đời nhiều kiếp đã có cơ hội kết duyên với ngài, xin ngài chứng tri gia hộ cho chúng con được làm đệ tử quy y ngài. Xin cho chúng con được hoan hỷ cúng dường ngài một lạy. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Xin mời một lạy. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Nam mô Đức Phật Sư Tử Hống Như Lai, chúng con xin được nguyện đời đời kiếp kiếp làm đệ tử quy y ngài, theo ngài mãi mãi. Xin ngài hãy chứng tri gia hộ cho sự nguyện cầu của chúng con, để chúng con có cơ hội được đảnh lễ ngài một lạy.
lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Xin mời một lại. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ tâm, chiêm ngưỡng, lễ bái hoặc lại tán thán. Người này nơi pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký, đạo vô thượng cho. Nam mô Đức Phật, Cầu Lưu Tôn Như Lai. Hôm nay chúng con có cơ hội được đảnh lễ Ngài, tán thán ca ngợi công đức của Ngài. Xin Ngài chứng tri gia hộ cho niềm vui hân hoan của chúng con xin dâng đến cho Ngài. Xin Ngài cho chúng con có cơ hội đảnh lễ Ngài một lại. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Xin mời một lại. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường ở tại cung trời, hưởng sự vui, thù thắng, vi diệu. Nam mô Đức Phật Tỳ Bà Thi Như Lai. Hôm nay chúng con có cơ hội đảnh lễ Ngài, tán thán ca ngợi những công đức lớn lao của Ngài. Đó là một niềm vinh dự lớn lao của chúng con. Xin Ngài hãy chứng tri gia hộ và cho chúng con có cơ hội được quy y Ngài trọn đời trọn kiếp. Xin cho chúng con đảnh lễ Ngài một lại. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Xin mời một lại. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cõi trời hưởng sự vui, thù thắng, vi diệu. Nam mô Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Hôm nay chúng con có cơ hội để mà niệm danh hiệu của Ngài, xưng tán ca tụng danh hiệu của Ngài, và theo những gì nguyện lực của Ngài, là ai niệm danh hiệu của Ngài liền sẽ khỏi đọa vào bị ác đạo. Cho nên chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp được làm đệ tử quy y Ngài, được Ngài dùng mọi phương tiện dẫn dắt để chúng con mãi mãi thoát khỏi ba đường ác đạo. Xin cho chúng con cúng dường Ngài một lại. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Xin mời một lại. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu sẽ đặng quả A-la-hán. Nam mô Đức Phật Bửu Tướng Như Lai. Quả vị A-la-hán là quả vị nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đó là điều quá sức tưởng tượng đối với hàng phàm phu tục tử như chúng con. Chúng con nguyện xin mãi mãi được quy y Ngài, được Ngài tiếp thọ và nhận chúng con được làm đệ tử. Xin Ngài cho chúng con có cơ hội cúng dường đảnh lễ Ngài một lại. Lại vô lượng vô số kiếp, về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Xin mời một lại. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Nam mô Đức Phật Ca Sa Tràng Như Lai. Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp làm đệ tử quy y Ngài,
khi chúng con chết đi bị đọa vào ba đường ác đạo, cuối xin Ngài hãy từ bi thương xót, dùng nhiều phương tiện để cứu vớt chúng con, để chúng con có cơ hội tu tập sau này trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin được cúng dường Ngài một lạy. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Xin mời một lạy. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà sa chư Phật, nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Nam mô Đức Phật Đại Thông Sơn Vương Như Lai, chúng con nguyện đời đời quyết kiếp kiếp xin được quy y Ngài. Xin Ngài hãy từ bi nhiếp thọ và nhận chúng con làm đệ tử của Ngài mãi mãi cho đến tận cùng đời vị lai. Xin cho chúng con được cúng dường Ngài một lạy. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật. Xin mời một lạy. Nam mô Đức Tịnh Nguyện Phật. Nguyện cho những ai đọc đến danh hiệu của Ngài hoặc niệm đến danh hiệu của Ngài, người đó đều được uống những dòng sữa pháp ngọt ngào và biết đến chánh pháp. Xin Ngài từ bi nhiếp thọ và cho chúng con có cơ hội đảnh lễ cúng dường Ngài một lạy. Sơn Vương Phật, xin mời một lạy. Nam mô Đức Sơn Vương Phật, nguyện cho chúng con tâm trí vững chắc như núi Thái Sơn, như núi Tu Di, mãi mãi không bao giờ lay chuyển ở cõi chim phù đề này, vì đây là cõi ta bà ác trượng, dễ bị ma vương dẫn dắt. Xin Ngài hãy dùng nhiều phương tiện để cứu vớt chúng con, cho chúng con mãi mãi theo chánh pháp. Xin cho chúng con được cúng dường Ngài một lạy. Đức Trí Thắng Phật, xin mời một lạy. Nam mô Đức Trí Thắng Phật, nguyện cho những ai được nghe đến danh hiệu của Ngài, trí tuệ càng ngày càng thông suốt, hiểu rõ nơi nào là chánh pháp, nơi nào là tà pháp, để phân biệt rõ ràng, không bị tà pháp ủy mị, làm cho mê muội, tinh thần vô minh, thiếu minh mẫn. Xin cho chúng con có cơ hội đảnh lễ và cúng dường Ngài một lạy. Tịnh Danh Vương Phật, xin mời một lạy. Nam mô Đức Tịnh Danh Vương Phật, nguyện cho những ai được nghe danh hiệu của Ngài thì có thể phát tâm tu hành tinh tấn, giữ thân thanh tịnh trong sạch, và nguyện đời đời kiếp kiếp quy y theo Ngài để có thể mãi mãi sống trong chánh pháp của Như Lai. Xin cho chúng con có cơ hội cúng dường đảnh lễ Ngài một lạy. Đức Trí Thành Tựu Phật, xin mời một lạy. Nam mô Đức Trí Thành Tựu Phật, nguyện cho những ai được nghe danh hiệu của Ngài đều phát tâm quy y với Ngài,
trọn đời trọn kiếp. Nguyện cho những trí tuệ mà chúng con học được từ giáo pháp của Ngài sẽ luôn luôn tăng trưởng, để chúng con càng ngày càng dùng những giáo pháp của Như Lai có thể giúp đỡ được thật nhiều chúng sanh. Xin Ngài từ bi nhiếp thọ và nhận cho chúng con cúng dường Ngài một lạy. Đức Vô Thượng Phật xin mời một lạy. Nam mô Đức Vô Thượng Phật, chúng con xin nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y theo Ngài, để mãi ở trong chánh pháp, để mãi ở nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mãi không thối chuyển. Xin Ngài từ bi nhiếp thọ và nhận chúng con cúng dường một lạy. Đức Diệu Thinh Phật xin mời một lạy. Nam mô Đức Diệu Thinh Phật, nguyện cho những âm thanh vi diệu, những lời nói ái ngữ hoặc những bài học vi diệu sẽ nghe đến được tai của những người tà tri, tà kiến và những người phỉ báng Phật pháp. Nguyện cho những âm thanh vi diệu giống như danh xưng của Ngài nghe đến ai cũng đều hoan hỷ vui vẻ. Xin Ngài từ bi nhiếp thọ nhận cho chúng con mãi mãi được quy y Ngài và sống trong giáo pháp của Như Lai. Xin Ngài từ bi nhiếp thọ và nhận chúng con cúng dường một lạy. Đức Mãn Nguyện Phật xin mời một lạy. Nam mô Đức Mãn Nguyện Phật, nguyện cho những ai được nghe danh xưng của Ngài thì đều phát tâm quy y với Ngài, và mọi điều mong ước, mọi nguyện cầu đều được sở nguyện như ý. Xin Ngài từ bi nhiếp thọ và nhận chúng con cúng dường một lạy. Đức Nguyệt Diện Phật xin mời một lạy. Nam mô Đức Nguyệt Diện Phật, nguyện cho chúng ai có cơ hội hoặc có nhân duyên đảnh lễ Ngài, sau này dung mạo càng ngày càng đoan trang xinh đẹp, để cho họ biết được giáo pháp của Như Lai, có thể cải thiện được dung mạo của mỗi người, từ những người dữ dằn nóng tánh bây giờ khuôn mặt càng ngày càng hoan hỷ an lạc. Xin cho những điều nguyện của chúng con được thành hiện thực. Xin Ngài từ bi nhiếp thọ và nhận cho chúng con một lạy. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta quỳ chắp tay trang nghiêm. Có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Huống là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh, lúc tử, đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà, nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống hồ là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Xin mời một lạy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Chính Hết. Bổn hạnh Địa Tạng thệ nguyện rộng sâu, gầy vàng châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền thành, khỏi mắc khổ trầm luân.
Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp. Xin mời một lạy. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con xin được cùng kính thành tâm tán thán sự từ bi của Ngài, vì Ngài đã cho chúng con có cơ hội đảnh lễ 19 vị cổ Phật này. Đó là điều vinh hạnh và niềm tự hào của chúng con, và cũng là nhân duyên sâu lạc dày, nhiều đời nhiều kiếp chúng con có cơ hội đảnh lễ các Ngài để chúng con tiêu tội hết tất cả các tội nghiệp. Chúng con một lần nữa xin được ca ngợi tán thán sự từ bi của Ngài, để chúng con có cơ hội lạy tạ và sám hối hết tội lỗi từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con đến nay. Xin Ngài nhiếp thọ và nhận chúng con cúng dường một lạy. Phẩm chính đã hết, xin mời tất cả chúng ta đồng lui ra. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Ni So Ha.